Xin mời các bác hát karaoke cùng với Hùng Huyền Đông Anh trên bộ âm thanh karaoke rất rẻ nhưng rất chất lượng. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời thiên dòng bao la, cây xanh tươi xa lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng có ngàn năm sáng chói mưa xanh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về rực bóng cờ bay, được thêm trong dòng kênh bên nhé, chợ thêm đông chợ vui bên thành. Xin chào quý vị và các bạn, Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ âm thanh dùng hát karaoke và nghe nhạc gia đình rất chất lượng với mức giá chỉ 14.500.000 đồng là các bác đã sở hữu bộ âm thanh đẹp và chất lượng như Hùng Huyền Đông Anh vừa hát và các bác cũng vừa đang ngắm nhìn đấy ạ. Bộ âm thanh này bao gồm một cặp loa BMB có model là 880C, vâng, loa bãi hàng Nhật sản xuất tại Trung Quốc. Ở phía sau loa ghi là Made in China, hàng xịn. Vâng, 880C, loa bát 25, một loa bát, hai loa chung và hai loa tép trên một thùng loa. Bát 25 các bác nhé, bát 25 và 4 loa chung và tép, tổng số là 5 loa trên một thùng loa. Một âm ly Jaguar 203A, hàng bãi Hàn Quốc. Vâng, Hùng Nguyễn Đông Anh rất là ưng ý với những chiếc âm ly Jaguar 203A vì chúng vừa rẻ vừa bền, chất âm cũng khá là phù hợp với sở thích của những người vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Các bác không phải rườm rà nhiều thứ, nhiều đồ, vừa phức tạp vừa tốn kém. Và kết hợp ở đây là bộ mic không dây của hãng Shure có model là UGX. Vâng, chọn bộ âm thanh như Hùng Huyền Đông Anh vừa giới thiệu để các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke là 14.500.000 đồng. Vâng, 14.500.000, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Rất rẻ nhưng các bác lại được sở hữu một bộ âm thanh rất hay, có thể nghe nhạc tí tách nhỏ nhưng các bác cũng có thể hát karaoke với công suất rất là lớn. Nếu như các bác đang cần tìm một bộ âm thanh vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì Hùng Nguyễn Đông Anh đang có rất nhiều những mẫu mã và rất nhiều những mức giá để phù hợp với nhu cầu của từng vị khách. Mọi nhu cầu xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984-285-477. Vâng, tôi xin nhắc lại số điện thoại Hùng Huyền Đông Anh 0984-285-477. Các bác có thể dùng số điện thoại này để vào Zalo hoặc Facebook Hùng Huyền Đông Anh hoặc kênh YouTube Hùng Huyền Đông Anh để xem nhiều mẫu loa hơn, test xem và nghe nhiều mẫu những bài test video những sản phẩm âm thanh tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại